khám phá núi lửa độc đáo nhất khu vực Đông Nam Á ở Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học xác định nơi đây có hơn 100 hang động lớn nhỏ và có 5 miệng núi lửa được phát hiện gồm núi lửa. Hệ thống hang động núi lửa rộng lớn. Năm 2014, sau 5 năm phát hiện và nghiên cứu, các nhà khoa học của Hội Hang động Nhật Bản đã khám phá ra hệ thống hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á tại khu vực Tây Nguyên. Đây được coi là di sản thiên nhiên độc đáo của quá trình phun trào núi lửa cách đây nhiều triệu năm. Năm 2019, Công viên Địa chất Đắk Nông vừa được mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu Global Geoparks Network đề cử Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu, có diện tích 4.700 km2. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trải dài qua 6 huyện, thành phố gồm Krông Nô, Cư Trác, Đắk Miêu, Đắk Sông, Đắk Trư Lôn, thành phố Gia Nghĩa, chiếm hơn 2/5 diện tích tự nhiên của tỉnh Đắk Nông. Về địa giới hành chính, công viên địa chất Đắk Nông, nơi đây hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực. Điểm nổi bật đặc biệt nhất là hệ thống hang động núi lửa trong đá basan phân bố chủ yếu ở khu vực Krông Nô. Ông Nguyễn Ngọc Long, Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đã xác định nơi đây có hơn 100 hang động lớn nhỏ và có 5 miệng núi lửa được phát hiện gồm núi lửa Nam Đông, núi lửa Băng Mo, Cư Trác, núi lửa Nam Bi Lan, núi lửa Nam Kha, Krông Nô và núi lửa Nam Quy, Đắk Miêu. Bên cạnh các hang động, thì các mạch nước chảy ra ở khu vực hang động núi lửa cũng tạo nên những dòng thác đẹp, lãng mạn. Thông từ các hang ra là các dòng suối, thác nước Trê Sáp, Gia Long, Trinh Nữ. Khu vực hang động núi lửa Krông Nô có những tảng đá có hình khối rất đẹp. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là nơi hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực. Tháng 12 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định thành lập Công viên Địa chất Đắk Nông với mục tiêu là giáo dục cộng đồng, bảo tồn di sản và phát triển bền vững kinh tế, xã hội của địa phương thông qua hoạt động du lịch. Theo bà Tôn Thị Ngọc Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, trưởng Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho biết, hệ thống hang động trong đá basan được phát hiện từ năm 2007 và phân bố chủ yếu ở khu vực Krông Nô. Hệ thống hang động núi lửa này với hơn 100 hang động lớn nhỏ, chiều rộng khoảng 5 km,
chiều dài khoảng 25 km, được các nhà khoa học Việt Nam và Hiệp hội Hang động Nhật Bản phát hiện và khám phá được. Các hang động này được hình thành do quá trình phun trào núi lửa cách đây hàng triệu năm, tạo thành các ngấn dung nham, dòng chảy dung nham. Nơi đây hội tụ đầy đủ các tiêu chí để thành lập một công viên địa chất toàn cầu, mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội vùng này.